Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm thứ Sáu, các sĩ quan và binh sĩ của Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang tỉnh Liêu Ninh đã tìm kiếm hài cốt của các nạn nhân bị chôn vùi trong bùn tại một khu dân cư bị lũ lụt tàn phá ở thị trấn Nam Khẩu Tiền, khu tự trị Thành Viễn Mãn Châu, thành phố Phủ Thuận. Hơn một nửa số người chết đã chết ở làng Nam Khẩu Tiền. Các làng ở Thượng Nguồn và Hạ Lưu đã được cán bộ thôn sơ tán, nhưng người dân của làng này không được thông báo. Tin tức về việc mở hồ chứa Hải Dương ở huyện Thanh Nguyên để xả lũ cũng không được thông báo cho dân làng. Từ 11 giờ đến 23 giờ hôm thứ Sáu, thị trấn Nam Khẩu Tiền, huyện tự trị Thành Viễn Mãn Châu, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bất ngờ có mưa lớn với lượng mưa lớn là 449mm, tương đương với một nửa lượng mưa trung bình hàng năm ở Phủ Thuận. Mưa xối xả gây lũ lụt nghiêm trọng, 63 người ở Phủ Thuận thiệt mạng và 101 người mất tích. Gió lộng, mưa xối xả, đây là dự báo thời tiết cho thị trấn Nam Khẩu Càn, quận tự trị Thành Viễn Mãn Châu, thành phố Phủ Thuận vào hôm thứ Sáu. Tại thị trấn Nam Khẩu Tiền vào ngày này, bóng tối bắt đầu vào buổi trưa. Theo dữ liệu từ trạm thủy văn ở làng Bắc Khẩu Tiền, thị trấn Nam Khẩu Tiền, vào lúc 17 giờ 30 phút chiều thứ Sáu, mực nước tại địa phương là 171,55m và tốc độ dòng chảy là 340m³/giây. Nước ngập vào phòng lúc 18 giờ chiều. Giang Thịnh Lâm, một người dân ở phố Hà Bắc, làng Nam Khẩu Tiền, bước ra khỏi nhà để củng cố nhà kho của mình. Giang Thịnh Lâm không biết rằng vào thời điểm này, nước lũ đã vượt qua cầu nam của làng Nam Khẩu Tiền, cây cầu bị chặn ở cuối phía nam của làng và chuyển hướng vào trung tâm làng. 10 phút trước, nước lũ xả từ hồ chứa Hải Dương ở phía đông của làng Nam Khẩu Tiền cũng tràn vào làng. Ở thị trấn Nam Khẩu Tiền, mùa lũ thường xảy ra hàng năm, dân làng đã quen với việc này từ lâu. Trước đó, thị trấn Nam Khẩu Tiền hứng chịu hai trận lụt. Chiều thứ Sáu, mọi việc có vẻ bình thường. Giang Thịnh Lâm dự định củng cố nhà kho rồi về nhà ăn tối, giống như anh đã làm vào mùa này trong 10 năm qua. Nửa phút sau, trận lũ lao ra khỏi khu cửa hàng trên đường Hà Nam và tiến về phía đường Hà Bắc với tiếng kêu ầm ầm. Bức tường trong sân bị cuốn trôi ngay lập tức. Giang Thịnh Lâm cũng bị cuốn trôi và đập vào một mái hiên cách đó hơn 30m. Giang Thịnh Lâm leo lên mái nhà và có tổng cộng 12 người đứng trên mái nhà với anh ta. Người lớn nhất đã hơn 70 tuổi và người trẻ nhất chưa đầy 10 tuổi. Mái nhà rộng hơn 30m² trở thành hòn đảo biệt lập che chở cho cuộc sống của 12 con người trong bóng tối. Khi thời điểm gần 19 giờ, nước lũ vượt qua bậu cửa sổ đổ thẳng vào nhà dân. Giang Thịnh Lâm hét lên để vợ trốn thoát, nhưng anh ta không thể nghe thấy gì ngoại trừ tiếng gió, mưa và sấm sét. Vài phút sau, một chiếc xe tải Đông Phong bị lũ cuốn và đâm vào nhà của Giang Thịnh Lâm, ngôi nhà bị sập, vợ và con anh là Giang Phong Vân bị chôn vùi bên trong. Không chỉ gia đình Giang Thịnh Lâm, mà những trận lở bùn hình thành do sạt lở đất ở Thượng Nguồn đã nhấn chìm những cây cầu đá khổng lồ, nuốt chửng những ngôi nhà và sinh mạng từng người một. Lúc 20 giờ, mực nước dâng 3m lên 174,51m, lưu lượng dòng chảy đạt 2600m³/giây. Giang Thịnh Lâm đang khóc, và mọi người xung quanh anh ấy cũng đang khóc. Cơn mưa lớn đã cuốn trôi những giọt nước mắt và đổ chúng vào dòng nước lũ. Tôn Á Quang, người cũng đang trú ẩn trên mái nhà, mơ hồ có thể nhìn thấy những người đứng trên một số ngôi nhà xung quanh. Ngôi nhà lớn nhất có hơn 20 người đứng trên đó. Mưa càng ngày càng nặng hạt, lợn ngựa bò cừu hai bên nhanh chóng trôi qua, không còn nghe thấy tiếng hò hét. Tôn Á Quang nhìn những ngôi nhà xung quanh lần lượt sụp đổ, những người phía trên chìm xuống mà không hề có một tia nước. Chỉ còn lại ngôi nhà họ đang ở và một ngôi nhà với hơn 20 người đứng cạnh đường sắt phía xa. Nhưng đảo biệt lập vẫn kêu cọt kẹt khiến 12 con người khiếp vía. Hầu hết ngôi nhà của Giang Thịnh Lâm đã bị sập. 12 người đứng thành nhóm trên mái nhà rộng chưa đầy 10m², nước lũ đã chạm nhẹ vào chân. Một chuyện càng khiến họ tuyệt vọng hơn đã xảy ra, đó là một ngôi nhà khác đổ ập xuống phía xa. Hơn 20 người bị lũ cuốn vào màn đêm, không còn thấy bóng dáng ai nữa. Sau đó, theo mô tả của nhiều người dân trong làng, trong số hơn 20 người chỉ có một cháu bé 7 tuổi sống sót. Sau hơn 4 giờ chống đỡ, cuối cùng ngôi nhà cuối cùng cũng bị nuốt chửng. Họ chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì 12 người đã hòa vào dòng nước đục ngầu và lao thẳng xuống hạ lưu cùng với những tảng đá, khúc gỗ, lợn, ngựa, gia súc và cừu. Sau khi xuống nước, cả Giang Thịnh Lâm và Tôn Á Quang đều sặc vài ngụm nước sông. Tôi không muốn sống sót chút nào. Ống nhựa trôi qua đã cứu được hai người bám vào ống để giữ chúng nổi. Cẩn thận tránh bất cứ thứ gì trôi đi có thể dễ dàng giết chết họ. Vào lúc 2 giờ sáng thứ Bảy, Giang Thịnh Lâm và Tôn Á Quang, những người đã trôi dạt trong trận lũ băng giá gần 1 giờ và chịu vô số vết thương, đã được cứu lên bờ ở làng Thương Thạch, cách đó gần 6km. Vào lúc 3 giờ sáng thứ Bảy, tốc độ dòng chảy cực đại đạt 6700m³/giây. Đây cũng là giá trị cực đoan lịch sử kể từ khi thị trấn Nam Khẩu Tiền có ghi chép lịch sử. Vào lúc 6 giờ sáng thứ Bảy, Giang Thịnh Lâm trở về làng Nam Khẩu Tiền thì không còn thấy nhà của mình nữa.
gần như toàn bộ đường phố Hà Bắc bị nhấn chìm bởi lở đất. Giang Thịnh Lâm muốn đào đất lên nhưng mặt đất cứng như xi măng, như thể không có nhà ở bên dưới. Anh chỉ biết ngồi trên gò đất, thẫn thờ nhìn vào nơi mà vợ và con anh đã biến mất dưới chân anh. Từ 11 giờ trưa đến 23 giờ đêm thứ sáu, toàn thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh xảy ra mưa lớn. Trong đó lượng mưa ở thị trấn Nam Khẩu Tiền là 449mm, bằng một nửa lượng mưa trung bình hàng năm ở Phủ Thuận. Mưa xối xả ngay lập tức gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến thời điểm hiện tại có 63 người ở thành phố Phủ Thuận đã thiệt mạng và 101 người vẫn đang mất tích. Vào lúc 1 giờ chiều thứ ba, một phóng viên của Năm Cuối Tuần đã đến núi Song Long, nằm ở phía đông nam của làng Nam Khẩu Tiền. Có hơn 20 ngôi mộ mới ở đây. Những người chết đều bị thiệt mạng bởi lũ 4 ngày trước. Không ai biết có bao nhiêu sinh mạng đã thiệt mạng chỉ sau một đêm trong làng. Lũ lên nhanh khiến dân làng không kịp phản ứng. Theo lời kể của nhiều người dân sau đó, nhiều người chết trong nhà do không kịp chạy thoát thân và cả gia đình đã thiệt mạng. Trong 7 tiếng đồng hồ trước lũ, dân làng đã nấu nướng, dỗ trẻ nhỏ và xây cổng bằng bao cát một cách không cần thiết. Ngày xưa, người dân thị trấn Nam Khẩu Tiền tự hào về quê hương của họ được bao quanh bởi những ngọn núi và những dòng suối róc rách. Thị trấn Nam Khẩu Tiền nằm ở phía đông bắc của tỉnh Liêu Ninh. Sông Hun River từ trung tâm làng uốn khúc về phía nam. Nhiều ngọn đồi thấp như núi Mi Ao và núi Song Long bao quanh thị trấn. Sông Hải Dương, sông Nhữ Toàn Tử và sông Đại Nam Câu chảy qua các ngọn núi Tiểu Nam Câu và nhiều con sông nhỏ khác. Được bao quanh bởi núi và sông, thị trấn Nam Khẩu Tiền chắc chắn sở hữu những lợi thế hiếm có về điều kiện tự nhiên ở vùng đồng bằng Đông Bắc. Cách thị trấn Nam Khẩu Tiền chưa đầy 20 km là danh lam thắng cảnh chèo thuyền vượt sông Hồng nổi tiếng ở Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng vào đêm hôm thứ sáu, những con sông biến thành những con thú hung dữ trong trận mưa xối xả và những ngọn núi nhốt những con thú dữ, khiến chúng chút mọi giận dữ lên làng Nam Khẩu Tiền. Mưa bắt đầu rơi lúc 11 giờ, ngắt quãng cho đến 2 giờ chiều thì bất ngờ nặng hạt. Vào chiều thứ sáu, cuộc sống của dân làng ở làng Nam Khẩu Tiền rất bình yên. Nước tràn vào làng từ phía tây trước. Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều thứ sáu, Tần Thiếu Kiệt sống ở phía tây nam của làng Nam Khẩu Tiền bất ngờ phát hiện nước đã lấp kín khe cửa. Vì không ai được thông báo sơ tán và không nhận được cảnh báo lũ lụt, nên mọi người vẫn ở nhà. Trong vòng chưa đầy 5 phút, nước từ Đại Nam Câu và Tiểu Nam Câu ở phía tây nam của làng Nam Khẩu Tiền đã tràn ra khỏi khe núi và làm đổ bức tường sân của nhà Tần Thiếu Kiệt. Gần như cùng lúc, nước từ sông Nhữ Toàn Tử ở phía đông nam cũng đổ về làng. Hai con sông hòa là một, bắt đầu phá nhà, phá đất. Tần Thiếu Kiệt chạy vội về nhà, lấy vài bộ quần áo và hét lên, lũ lụt rồi, chạy đi. Đây cũng là hồi chuông báo động lũ đầu tiên vang lên ở ngôi làng phía trước Nam Câu. Anh vừa hét xong, một cơn sóng lớn đã hất anh ngã xuống đất. Anh sặc vài ngụm nước mới đứng dậy được. Ngay sau đó, một đợt sóng lớn khác cuốn anh vào cột điện cách đó hơn 100m. Anh chạy vào phòng bên cạnh và trèo lên bậu cửa sổ. Đêm đó, anh vẫn đứng trên bệ cửa sổ, mực nước cao nhất đến cổ anh. Anh nói, tôi không dám nghĩ rằng mình có thể sống sót khi nước đến nhà Vương Văn Tuyết ở phía bắc nhà anh. Cháu trai nhỏ của Vương Văn Tuyết vẫn đang nghịch nước ở cửa. Ông ơi, nước sắp đến. Trong vòng nửa phút, ông già Vương Văn Tuyết, 59 tuổi nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Có một tiếng nổ lớn, ông vội bế cháu chạy vào nhà nhưng ngay lập tức bị nước lũ trùm lên ngực. Vương Văn Tuyết bế cháu trai của mình vào tủ đông và đỡ tủ đông nổi trên mặt nước. Mãi cho đến nửa đêm nước rút đi một chút, Vương Văn Tuyết mới đẩy tủ đông bơi đến bên cửa sổ, dùng con dao làm bếp bên cạnh gõ cửa sổ, cùng cháu trai chạy tới xà nhà. Nước lũ từ sông Nữ Toàn Tử ở phía tây đổ về cầu nam của làng Nam Khẩu Khiêm ngay sau đó. Tại đây, lũ bị chặn lại trong giây lát, rồi những khúc gỗ và bùn trôi xuống chắn ngang hố cầu. Lũ tràn qua cầu chuyển hướng ra đường. Chưa đầy 5 phút sau khi lũ từ phía tây nam xâm chiếm, hồ chứa Hải Dương ở phía đông của làng Nam Khẩu Tiền bắt đầu xả nước và nước từ sông Hải Dương đổ vào làng Nam Khẩu Tiền dọc theo đường cao tốc A Lai. Giới hạn mực nước trên của hồ chứa Hải Dương là 24m. Khi lũ đến đó đã vượt quá 25m, Vương Nhất Sinh, giám đốc kiêm bí thư đảng ủy làng Hải Dương, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, theo thông tin của mạng đấu thầu tỉnh Liêu Ninh, hồ chứa Hải Dương được gia cố. Vương Quý Vinh, sống cạnh đồn cảnh sát ở phía đông của A Lai ở Càn Thôn, Nam Khẩu, trở về nhà từ huyện Thanh Nguyên vào khoảng 14 giờ chiều thứ sáu. Trong thành phố, anh nghe thấy cảnh báo mưa bão đã lên đến mức 3, nhưng anh không hiểu ý nghĩa của nó. Vào lúc 14 giờ 30 phút, nguồn điện ở làng Nam Khẩu Tiền bị ngắt và Vương Quý Vinh, người không thể xem TV, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Khoảng 17 giờ 30 phút, nước tràn vào sân nhà anh Vương Quý Vinh, cơn lũ trộn lẫn với đất đá ập đến không kịp, đã cuốn trôi Vương Quý Vinh vừa mới mang những thân cây ngô để nâng ngưỡng cửa. Vương Quý Vinh chạy trở lại vào trong nhà, nhưng không lâu sau nước đã tràn qua mép cửa. Anh đập vỡ cửa sổ và chạy đến đồn cảnh sát thị trấn Nam Khẩu Tiền bên cạnh. Vào đêm ngày thứ sáu có tổng cộng 16 người trốn trong đồn cảnh sát, tất cả đều là dân làng bị sông Hải Dương ở bên đường A chảy vào. Gần 19 giờ, nước bắt đầu ngập tầng 1 của đồn cảnh sát. Dân truyền phúc trú ẩn trong đồn cảnh sát bắt đầu chỉ đạo mọi người chạy lên tầng 2. Đêm đó, khi nước ở chỗ sâu nhất, nước đã chạm ngưỡng cửa sổ trên tầng 2.
Dương Truyền Phúc yêu cầu mọi người đứng ở giữa tầng 2 để đề phòng một bên của ngôi nhà bị sập và bị chôn vùi. Khi lũ đến nhà của Đồng Trấn Hoa, 52 tuổi, thì đã quá muộn để chạy thoát. Khi anh ta bò ra khỏi đống bùn ở nhà, tóc và mặt anh ta dính đầy bùn, và con đường dẫn đến đồn cảnh sát cũng đầy bùn và không thể đi qua được. Đồng Trấn Hoa không còn cách nào khác đành leo lên nóc nhà thờ Thiên Chúa Giáo bên cạnh, gọi điện cho vợ đang làm việc ở Thẩm Dương trong cơn bão sấm sét. Đồng Trấn Hoa đã trèo trên mái nhà thờ, ôm cây thánh giá và nghỉ qua đêm. Vào lúc 18 giờ, lũ từ hồ chứa Hải Dương ở phía đông và nước lũ chuyển hướng từ cầu Nam ở phía tây, hội tụ ở phía bắc của trường trung học cơ sở thị trấn ở làng Nam Khẩu Tiền và đổ về đường Hà Nam, trung tâm của làng ở vùng trũng thấp. Kinh Vũ Hạo, 61 tuổi, đang thu dọn đồ đạc ở cửa hàng rượu thì nước lũ tràn vào, trong khi con trai ông, Cảnh Quốc Phu, 30 tuổi, đang trông coi cửa hàng đồ ăn nhanh bên cạnh, nước gần như cuốn Kinh Vũ Hạo xuống. Anh ta trèo lên nóc tòa nhà, giữ khung cửa sổ ở phía sau ngôi nhà và hét lên ở tầng dưới để gọi con trai mình ra ngoài. Nhưng dường như mọi thứ đã bị dòng lũ nuốt chửng, tôi còn không nghe thấy cả giọng nói của chính mình. Sau khi trời sáng, Kinh Vũ Hạo nhìn xuống lầu và thấy thi thể của con trai mình treo trên cửa sổ, giống như những người khác. Điều đầu tiên Kim Thư Kỳ, chủ cửa hàng đồ điện trên phố Hà Nam, nghĩ đến khi thấy nước bắt đầu dâng cao là nâng cổng. Anh chưa kịp tìm được gì thì cả lũ hội tụ về một chỗ đã ập đến anh như thổi tung từ xa. Lũ tràn xuống phố Hà Nam, nước nhanh chóng tràn vào các cửa hàng hai bên. Vì phố Hà Nam là một con dốc xuống, dốc ở phía Nam cao và thấp ở phía Bắc nên lũ lụt không dừng lại ở đó quá nhiều, mà đổ thẳng xuống phố Hà Bắc. Dòng nước đen lao ra khỏi phố Hà Nam và trở nên hung dữ hơn. Kim Thư Kỳ từ tầng 2 nhìn vào khoảng không, giống như một con quái vật, nuốt chửng tất cả cùng một lúc. Đó là lúc nhà của Giang Thịnh Lâm bị nước lũ nhấn chìm. Đó là lúc nhà của Giang Thịnh Lâm bị nước lũ nhấn chìm. Đó là lúc... Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vừa qua, trên nền tảng Baidu đã xuất hiện một bài viết với tiêu đề Bộ đội tinh nhuệ bí ẩn của Việt Nam từng ném bom hàng không mẫu hạng Mỹ, khiến cho Trung Quốc, Mỹ và Nga phải chú ý. Trong đó, báo Trung Quốc đã viết có 3 quốc gia có lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga. Bất kể quy mô hay trình độ công nghệ khoa học thì 3 quốc gia này đều thể hiện sự phát triển và ứng dụng vũ khí quân sự hàng đầu của thế giới loài người. Và cũng chính vì sở hữu một thực lực mạnh như vậy, cho nên là sức mạnh quân sự của các quốc gia khác trên thế giới thường lép vế trước 3 quốc gia này. Tuy nhiên, vì cái gọi là kỹ nghệ có tính chuyên môn hóa, nên là mặc dù sức mạnh quân sự tổng thể của nhiều quốc gia khó có thể so sánh được với 3 nước Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga, thế nhưng vẫn có một số nước nhỏ tiếp tục cố gắng phát triển theo hướng ưu tiên và không phổ biến, và họ đã đạt được những thành tựu đáng kể. Một ví dụ chính là Việt Nam. Chắc là các bạn đều biết sức mạnh và trình độ quân sự của Việt Nam là như thế nào. Ít nhất hiện nay lực lượng hải quân và không quân của Việt Nam không đáng nói vì đối mặt với Trung Quốc, Mỹ và Nga. Tuy nhiên, tại Việt Nam vẫn tồn tại một thế lực bí ẩn khiến cho 3 nước lớn nói trên phải chú ý. Lực lượng bí ẩn này đã đánh chìm hàng nghìn tàu chiến của Hoa Kỳ và quân lực hạng 4 thế giới của đồng minh Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Thậm chí một số thành viên của lực lượng này đã thành lập một đội đánh chìm thành công một tàu sân bay của Mỹ. Có thể nói lực lượng này đã tấn công Hoa Kỳ và giành được những thành tích tốt trong các trận đánh. Lực lượng này là lực lượng người nhái bí ẩn và uy tín nhất trong quân đội Việt Nam. Lực lượng này đã từng khiến cho Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga hết sức coi trọng, thậm chí là có chút e ngại. Nói đến người nhái thì nhiều quốc gia cũng có những lực lượng tương tự, nhưng mà không có lực lượng người nhái nào vừa bí ẩn lại vừa nổi tiếng và đạt được những thành tích chiến đấu đáng kể đến như vậy. Đơn vị người nhái Việt Nam xuất hiện trong chiến tranh Việt Nam, tiền thân của nó là binh đoàn công binh hải quân 126. Ngay từ cái tên của nó thôi thì bạn cũng có thể nhận thấy các khía cạnh hoạt động chính của đơn vị này là trên biển và hải đảo. Tất nhiên, bạn cũng có thể nhìn thấy được họ xuất hiện ở sông và hồ. Trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng người nhái Việt Nam đã giáng những đòn rất mạnh đối với lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Lực lượng người nhái này có tổ chức linh hoạt và có thể phân bổ bất kỳ lúc nào tùy theo nhiệm vụ chiến đấu. Họ thường đi thuyền nhỏ, mặc đồ lặn đặc biệt và mang theo thiết bị lặn để tiếp cận mục tiêu dưới nước. Sau đó, họ tiêu diệt mục đích bằng cách cho nổ tung các cây cầu thông qua các cuộc phục kích dưới nước hoặc là một loạt các hành động. Trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng người nhái Việt Nam đã làm nổ tung gần 1.000 tàu chiến và nhiều loại tàu khác của Hoa Kỳ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Điều gây sốc hơn nữa là vào ngày 1 tháng 5 năm 1960, Bắc Việt đã lựa chọn ra 6 người nhái để thành lập một đội hình, với mục tiêu chính là tàu sân bay USSK ngay khi nó đang đóng quân tại cảng. Một cuộc hành quân đầy tham vọng nhưng cũng hết sức thận trọng. Cả đội người nhái này đã lặn xuống cảng qua vùng biển sâu và đánh chìm thành công tàu USSK. Theo phân tích, lý do bộ đội người nhái của Việt Nam có khả năng chiến đấu mạnh mẽ như vậy là do sự huấn luyện nghiêm ngặt và ý chí ngoan cường của chính các chiến sĩ. Những người lính này đều được tuyển chọn từ những người lính ưu tú nhất của quân đội Việt Nam. Phương pháp huấn luyện của họ cũng khá đặc biệt, bao gồm bơi lội, ẩn nấp, huấn luyện dã ngoại, xay cây chuối, thao tác trang bị trong môi trường tối tăm của biển sâu và nhiều hạng mục khắt khe khác như là khả năng chịu lực trong nước. Nếu như chỉ nhìn vào tên của các chương trình huấn luyện này thì các bạn sẽ không thể nào thực sự cảm nhận được những gì mà một người lính, người nhái đã phải chịu đựng trong những bài kiểm tra dã man như thế nào. Ví dụ như là mang trọng lượng lớn trong nước. Những người nhái và binh lính này đã mang trọng lượng tới 200kg trong nước ngay từ ngày đầu tiên. Sau khi thích nghi và huấn luyện, sức chịu đựng của trọng lượng sẽ có thể tăng lên tới 500kg. Và họ cần phải mang theo những vật nặng này để len lỏi dưới biển sâu ở độ sâu từ 20 đến 50 mét. Việc huấn luyện rất là khắt khe. Một ví dụ khác là bài huấn luyện xoay người trong cây chuối. Những người nhái sẽ bị trói ngược lên trên những bánh xe và sau đó thì toàn bộ cơ thể sẽ quay theo bánh xe. Đôi khi mỗi bài huấn luyện xoay người này sẽ kéo dài tới vài giờ đồng hồ. Cho nên là nếu như không có tài năng đặc biệt, không có một hệ thần kinh vững chắc và vị trí mạnh mẽ thì chắc chắn không thể nào hoàn thành được loại hình đào tạo này được. Ngoài ra còn có những thứ khác như là trốn trong sa mạc nóng bỏng, lẻn trong bóng tối vực biển sâu và thực hiện huấn luyện bơi lội cường độ cao trong nước lạnh, thậm chí có thể bơi đến 2 ngày 2 đêm. Có thể nói rằng loại huấn luyện này là huấn luyện ma quỷ cực đoan. Mặc dù huấn luyện rất khắt khe và có rất ít lính đào tạo đủ tiêu chuẩn, nhưng Việt Nam vẫn luôn coi trọng việc đào tạo và phát triển đội quân người nhái bởi vì tính năng vượt trội của họ trong chiến tranh. Mặc dù sức mạnh tổng thể của quân đội Việt Nam không mạnh, nhưng khả năng tác chiến của binh lính người nhái của Việt Nam là rất mạnh và không nên đánh giá thấp. Theo các quân nhân của Trung Quốc, trong các vụ tranh chấp biển đảo ở Biển Đông, người nhái Việt Nam thường xuyên xuất hiện. Theo các cán bộ của Bộ Ngoại giao, một tàu quan trắc của Trung Quốc đã từng phát hiện một người nhái do Việt Nam cử đến và người này chỉ cách tàu Trung Quốc có 5 mét mà thôi. Có thể thấy những người nhái này quả thực phi thường trước sự bí ẩn và sức mạnh của bộ đội Việt Nam. Các quốc gia khác đều rất cẩn trọng trước đội người nhái của Việt Nam. Ngay cả Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga cũng không dám coi thường lực lượng này. Thậm chí nước Nga đã phải phát triển vũ khí trang bị tối tân để đối phó với những tình huống này. Còn Trung Quốc cũng đã mua vũ khí từ Nga, đồng thời thực hiện những cải tiến và nâng cấp có mục tiêu và phát triển thành công súng phóng lựu tự động mạnh mẽ. Có thể nói Việt Nam là một quốc gia yếu kém và quân sự, không có gì đáng khen ngợi trong việc xây dựng nói chung. Thế nhưng riêng lực lượng người nhái của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới, giáp biển và sở hữu lực lượng hải quân. Như các bạn cũng thấy qua bài viết, bên cạnh một số sự ảo tưởng thường thấy về khả năng của quân đội nước mình, thì tác giả bài viết đã dành ra những lời đánh giá rất cao cho lực lượng người nhái của chúng ta. Theo đánh giá của mình thì người viết bài này có tìm hiểu khá là chi tiết đối với lực lượng người nhái của Việt Nam chúng ta. Thật sự việc trở thành một thành viên của đội người nhái nước ta là hoàn toàn không hề đơn giản. Và như bài viết cũng đã đưa, đó là một quá trình rèn luyện gian khổ cả về thể chất, tính năng cũng như là ý chí cao độ. Trong những năm qua, lực lượng người nhái của nước ta thường tham gia thực hiện các nhiệm vụ cứu người, cũng như tham gia bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia. Thậm chí người Trung Quốc còn cẩn thận khi chú ý tới cả lực lượng người nhái xuất hiện trong các cuộc tranh chấp trên biển. Với chiếc tàu sân bay thứ 3 đang bắt đầu đóng, Trung Quốc đang cho thấy một tham vọng vươn ra biển lớn ngày càng mạnh mẽ. Điều đó cũng lý giải về những hành động hung hăng của họ trong nhiều năm qua tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, tàu sân bay dẫu có do Trung Quốc đóng thì vẫn sẽ là một món đồ chơi đắt tiền. Việc đóng tàu đòi hỏi rất nhiều về công nghệ cũng như là tài nguyên và tiền của. Có thể thấy người Trung Quốc đang khá e dè đối với lực lượng này, nhất là với thành tích đánh chìm tàu sân bay của Hoa Kỳ ngay khi đang đậu trong quân cảng. Sẽ thật khôi hài khi mà một con tàu khổng lồ như vậy lại bị đánh chìm bởi kỹ năng những người lính cùng những khối chất nổ rẻ tiền. Dù cho hiện nay nền kinh tế của Việt Nam thường bị người Trung Quốc lấy ra để mà so với một tỉnh của họ, nhưng với tỷ lệ chấp cao như vậy thì có là người ngông cuồng nhất cũng phải e dè. Trong bài viết, tác giả cũng có nhắc tới các loại vũ khí công nghệ để phát hiện và tiêu diệt người nhái trước khi tiếp cận được tàu.
Tuy nhiên, chắc hẳn tác giả của bài viết này cũng vẫn chưa nghe về câu chuyện truyền thuyết hàng rào địa tử cùng cây nhiệt đới của người Mỹ rồi. Đối với người Việt Nam mà nói, công nghệ và vũ khí chỉ là một phần của cuộc chơi mà thôi. Cái chính là người lính sẽ phải tận dụng được loại vũ khí đó tới đâu, sáng tạo ra những cách đánh, cách khắc chế như thế nào. Người ta thường nói thâm như tàu. Tuy nhiên, với trí thông minh của người Việt Nam, chúng ta vẫn đủ khôn ngoan để sống bên cạnh họ trong hàng ngàn năm qua, thì không có cớ gì mà những trò vặt vãnh như vậy lại có thể ngăn được chúng ta. Các bạn thân mến, lực lượng người nhá của Việt Nam quả thật là một lực lượng hết sức tinh nhuệ. Tuy nhiên, Việt Nam đánh thắng Mỹ không chỉ bằng mỗi lực lượng người nhái. Chúng ta cũng chỉ đập tan đội quân 60 vạn người của họ vào năm 1979, cũng chỉ bằng một số lực lượng dân quân tự vệ ít hơn rất nhiều. Cho nên có thể người viết bài này đã có những tìm tòi rất là chi tiết đối với lực lượng người nhái của Việt Nam chúng ta. Tuy vậy thì mình vẫn không đánh giá cao tác giả, bởi vì là anh ta vẫn chưa nhìn ra được sự thật là mỗi người lính, thậm chí mỗi người dân Việt Nam đều ẩn chứa những khả năng đặc biệt và sẽ phát tăng dụng bất cứ khi nào đất nước bị xâm lăng. Và bên cạnh lực lượng người nhái, hải quân, lục quân hay không quân thì nước ta vẫn còn rất nhiều những lực lượng tinh nhuệ khác luôn sẵn sàng bảo vệ tổ quốc mỗi khi cần. Chắc hẳn trong số các bạn ở đây không ít người có hứng thú với vũ trụ bao la và các thiên thể phải không ạ? Tất nhiên, bên ngoài khoảng không đó vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều mới lạ và có thể nguy hiểm nữa. Có thể các bạn không biết, nhưng hiện nay trái đất của chúng ta vẫn đang phải chịu rủi ro va chạm với các thiên thạch. Trong số đó, thậm chí có những thiên thạch có thể gây ra thảm họa cho hành tinh xanh. Tuy nhiên, điều làm nên khác biệt của trái đất này chính là sự hiện diện của loài người. Và trong suy nghĩ của nhiều người, việc loại bỏ những nguy hiểm dạng này thường sẽ liên quan tới nhiều nước Mỹ hoặc là các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, mới đây, Trung Quốc đã khiến cho cả thế giới phải sửng sốt khi tuyên bố rằng sẽ tự tay dùng tên lửa của mình để bảo vệ trái đất. Họ đang tính toán những gì nhỉ? Liệu rằng hành động này sẽ góp phần bảo vệ hay là gây ra nguy hiểm thêm cho hành tinh này đây? Ngày hôm nay tin mới sẽ cùng các bạn khán giả đi tìm hiểu về chủ đề này nhé! Các bạn thân mến, theo tính toán của các nhà khoa học, rất có thể vào năm 2135, thiên thạch Bennu sẽ bay qua giữa trái đất và mặt trăng ở khoảng cách nguy hiểm. Khi đó thì trọng lực từ trái đất có thể ảnh hưởng tới quỹ đạo của Bennu, khiến nó có khả năng rơi xuống hành tinh vào cuối thế kỷ sau. New York Post dẫn lời Dan Lorita, giáo sư khoa học hành tinh ở Đại học Arjun của Mỹ cho biết, Bennu có đường kính khoảng 487m và di chuyển quanh mặt trời ở vận tốc trung bình 101.000 km/h. Khả năng va chạm với trái đất của nó rất nhỏ, thế nhưng cũng đáng để lưu ý. Các nhà khoa học nhận thấy vị trí của Bennu đã xê dịch 160km từ năm 1999. Và nếu như va chạm xảy ra, tác động sẽ tương đương với việc kích hoạt 3 tỷ tấn thuốc nổ và mạnh gấp 200 lần quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Về mặt kích thước, Bennu có thể gây ra một thảm họa toàn cầu, giáo sư Mark Bailey ở đài quan sát Amak phía Bắc Ireland nhận định. Về cơ bản, việc thay đổi quỹ đạo của một thiên thạch được cho là ít rủi ro hơn so với việc để cho thiên thạch đó nổ tung thành nhiều mảnh vỡ nhỏ, vốn vẫn có thể gây hại cho hành tinh của chúng ta. Trong bức ảnh chụp từ tàu thăm dò thì trái đất và mặt trăng chỉ như một chấm nhỏ khi so với tiểu hành tinh Bennu nặng 87 triệu tấn ở cách 110 triệu km. Hiện nay, con tàu này đã bay vòng quanh quỹ đạo của Bennu và đáp xuống bề mặt tiểu hành tinh vào năm 2020. Tàu có nhiệm vụ thu thập dữ liệu đất đá và mang trở về trái đất, giúp giải mã quá trình hình thành vũ trụ. Theo NASA, khả năng tiểu hành tinh va vào trái đất là 1/2700. Tiểu hành tinh này sẽ không bay tới gần hành tinh xanh của chúng ta cho tới thế kỷ sau. Việc thay đổi đường đi của một thiên thạch khổng lồ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh sẽ phải đòi hỏi nhiều động năng vũ khí hạt nhân có thể làm công việc này. Nhưng một vụ nổ như thế có thể khiến cho mục tiêu vỡ ra thành các mảnh nhỏ hơn và mối đe dọa của chúng sẽ vẫn còn đó. Tuy nhiên, mới đây cả thế giới đã phải ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi Trung Quốc cất lời xô phong là anh hùng. Theo hãng tin Reuters, các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây đã đề xuất ý tưởng phóng 23 quả tên lửa Trường Chinh Nam để làm chệch hướng quỹ đạo của thiên thạch nói trên. Được biết, ý tưởng này được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia Trung Quốc thực hiện các mô phỏng trên máy tính.
Theo đó, việc bắn phá cùng lúc bằng 23 quả tên lửa đẩy trường trình 5 ở khoảng cách bằng 1,4 lần bán kính trái đất có thể làm trệch hướng bay của thiên thạch cỡ lớn. Điều khác biệt trong đề xuất của các nhà khoa học Trung Quốc chính là thay vì trang bị đầu đạn chứa chất nổ, trên đầu mỗi tên lửa sẽ có một thiết bị làm lệch hướng, được thiết kế để tránh làm vỡ bề mặt của thiên thạch. Mỗi tên lửa sẽ lần lượt đánh vào bề mặt thiên thạch bằng một cú hích nhẹ. Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, điều này sẽ chỉ làm chệch đôi chút quỹ đạo của một thiên thạch có kích cỡ tương đương với Venus, thế nhưng có thể đủ để nó bay qua an toàn ở khoảng cách lớn gấp 1,4 lần bán kính trái đất, từ đó cứu một số thành phố khỏi bị hủy diệt. Theo tính toán của nhà nghiên cứu Li Mingtao, quỹ đạo bay của Venus khi đó sẽ bị lệch không đáng kể, nhưng đủ để tạo ra khoảng cách an toàn với trái đất. Trong vòng 10 năm, chúng ta có thể bảo vệ trái đất khỏi những thiên thạch lớn mà không cần sử dụng giải pháp hạt nhân. Ông Li và các đồng nghiệp tuyên bố, khẳng định đề xuất trên là một ý tưởng khá hay. Chuyên gia Adlan Friesman từ Trung tâm Nghiên cứu Vật lý Thiên văn của Trường Đại học Queen's Belfast còn nói rằng, thông qua việc gia tăng lực tác động lên thiên thạch, những nguyên tắc vật lý đơn giản có thể tạo ra hiệu quả lớn hơn rất nhiều. Dù vậy, nhà khoa học này vẫn nhấn mạnh rằng hoạt động thực tế của một sứ mệnh như vậy cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Những ước tính hiện hành cho thấy nguy cơ thiên thạch này va vào trái đất trong 100 năm tới là chưa đến 1%. Tuy nhiên, không chỉ riêng Trung Quốc, Mỹ cũng có kế hoạch sử dụng tên lửa để làm chệch hướng thiên thạch, được biết đến với tên gọi là Hammer. Kế hoạch được Mỹ soạn sẵn sẽ sử dụng các thiết bị làm lệch hướng với tổng trọng lượng lên tới hơn 400 tấn, gần gấp đôi so với đề xuất của Trung Quốc, nhưng với thời gian bay ngắn hơn gần một năm để có thể đạt được kết quả tương tự. Ngoài ra còn có một nhiệm vụ tương tự do các nhà khoa học của NASA và Phòng Thí nghiệm Quốc gia của California đề xuất vào năm 2018, yêu cầu phóng 75 tên lửa hạng nặng Delta IV lên quỹ đạo để đánh chặn. Tuy nhiên, các nhà khoa học của Trung Quốc tin rằng sứ mệnh của Mỹ sẽ tốn nhiều chi phí hơn sứ mệnh của nước này. Kế hoạch của Trung Quốc cũng cần ít thời gian chuẩn bị hơn, trong khi cách tiếp cận của Mỹ sẽ yêu cầu phải thăm dò thiên thạch 25 năm trước khi nó có khả năng va chạm với trái đất. Kế hoạch của Trung Quốc thì có thể cắt giảm thời gian thăm dò xuống chỉ còn một thập kỷ. Nhìn chung, cách tiếp cận của Trung Quốc có thể cải thiện đáng kể hiệu quả làm lệch hướng và giảm cả chi phí phóng và thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu nước này khẳng định. Cũng cần phải nói thêm, mọi kế hoạch của Trung Quốc nhắm vào thiên thạch như Bennu hiện chỉ nằm trên giấy, trong khi trên thực tế Mỹ đã có những động thái thăm dò thực tế với thiên thạch này. Từ năm 2016, thời điểm tàu Osiris Rex của NASA được phóng vào vũ trụ sau chuyến hành trình kéo dài gần 2 năm, con tàu này đã tiếp cận với Bennu vào thời điểm đầu tháng 12 năm 2018. Sau khoảng 22 tháng bay xung quanh Bennu để nghiên cứu và khảo sát địa điểm hạ cánh, NASA đã quyết định thực hiện cú hạ cánh lịch sử lên bề mặt thiên thạch này vào tháng 10 năm ngoái. Trong cú hạ cánh này, con tàu đã sử dụng cánh tay robot trên tàu để thu thập 57 gram mẫu vật trên thiên thạch này trước khi quay trở lại trái đất vào ngày 24 tháng 9 năm 2023. Theo giới khoa học, rủi ro liên quan đến nỗ lực thay đổi hướng đi của thiên thạch là thấp hơn so với phá hủy thiên thạch bằng chất nổ hạt nhân, vốn có thể tạo ra tàn dư mà không làm thay đổi được quỹ đạo bay của thiên thạch. Có thể thấy, trong những năm gần đây, Trung Quốc đang tăng tốc trong cuộc đua không gian đầy thách thức sự thống trị của Mỹ. Đến giờ, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đáp thành công robot thám hiểm xuống sao Hỏa và đang xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung để cạnh tranh với trạm vũ trụ quốc tế ISS, khám phá vùng khuất của mặt trăng và nghiên cứu các mẫu vật mặt trăng vừa được robot thu thập. Theo một nhà khoa học giấu tên của Trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cạnh tranh Mỹ-Trung giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển của công nghệ vũ trụ. Vấn đề là khi mối đe dọa tận thế xuất hiện, chính trị có thể phủ bóng khoa học và chúng ta có thể tiêu tốn nhiều thời gian vào cuộc cạnh tranh về việc quốc gia nào sẽ nên dẫn đầu, vị này chia sẻ với báo South China Morning Post. Về trường trình 5, đây được coi là mẫu hạng tên lửa đóng vai trò chìa khóa cho tham vọng chinh phục không gian trong ngắn hạn của Trung Quốc, bao gồm việc đưa các mô đun lên không gian để xây dựng trạm thiên cung hay là đưa tàu thăm dò lên mặt trăng và sao Hỏa.
Trung Quốc đã phóng thành công 5 tên lửa chung trên năm kể từ năm 2016. Tuy nhiên, trong lần phóng gần nhất vào tháng 5, một mảnh vỡ của tên lửa này trong quá trình hồi chuyển đã gây ra một số lo ngại về an toàn khi rơi mất điều khiển xuống Ấn Độ Dương. Rất may là trong sự cố này, các mảnh vỡ đã rơi xuống biển và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Tuy nhiên, tên lửa trên chỉ là một trong 11 vụ phóng mà Trung Quốc cần thực hiện để đưa toàn bộ mô đun của trạm không gian mới lên quỹ đạo, có nghĩa là nguy cơ xác tên lửa Trung Quốc rơi trú vẫn còn treo lơ lửng trên đầu của các công dân địa cầu trong thời gian tới. Các bạn thân mến, có thể thấy nền khoa học kỹ thuật, đặc biệt là khoa học vũ trụ của Trung Quốc đã có những bước tiến hết sức nhanh chóng. Có thể những thành tựu này một phần không nhỏ từ việc âm thầm tích góp kiến thức và công nghệ của những nhà khoa học của quốc gia này từ khắp nơi trên thế giới. Tuy vậy, chúng ta cũng không thể phủ nhận được việc họ đã có những thành công nhất định. Với việc đề xuất phóng tên lửa để thay đổi quỹ đạo của thiên thạch lần này, Trung Quốc đã cho cả thế giới thấy một diện mạo rất khác của cường quốc số 2 thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý đến những nguy cơ an ninh đối với sự phát triển công nghệ vũ trụ của đất nước tỷ dân. Trong nhiều năm gần đây, một trong những thủ đoạn chính của Trung Quốc trong việc tranh giành vùng biển Đông của Việt Nam hiện nay chính là thành lập ra các lực lượng dân quân biển để tiến hành khiêu khích các lực lượng của các quốc gia có tranh chấp, trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Với lực lượng này, Trung Quốc thường xuyên thực hiện những hành vi phi pháp trên vùng biển của nước ta. Tuy nhiên, mới đây, theo một tờ báo của đất nước tỷ dân, Việt Nam chúng ta cũng sắp có lời đáp trả đanh thép đối với lực lượng này. Và câu trả lời của Việt Nam chính là việc chúng ta cũng tự tạo ra cho mình một lực lượng dân quân biển riêng. Dân quân biển là gì? Lực lượng này gồm những thành phần như thế nào? Và khả năng tới đâu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lực lượng này trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, trong một bài báo viết trên báo Hoa Nam buổi sáng vào cuối tháng trước có tiêu đề Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân biển của mình, tác giả đã thông tin cho các độc giả về lực lượng dân quân biển chuẩn bị được thành lập của Việt Nam chúng ta. Theo đó, tác giả viết rằng, theo một tạp chí quân sự Trung Quốc, Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân biển của mình ở Biển Đông nhằm thách thức rõ ràng những nỗ lực của Trung Quốc để thống trị vùng biển đang tranh chấp này. Giống như Trung Quốc, quốc gia Đông Nam Á có truyền thống lâu đời sử dụng lực lượng dân quân hàng hải để bảo vệ các yêu sách của mình. Lực lượng dân quân biển của Việt Nam và các hoạt động của họ ở vùng biển gần Hải Nam, quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa đã đe dọa lực lượng thực thi pháp luật trên biển và an ninh quốc phòng của Trung Quốc. Tạp chí cho biết trong một bài báo xuất bản từ tuần trước, tờ Hoa Nam buổi sáng tiếp tục, Việt Nam đã thông qua luật vào năm 2009 cho phép lực lượng dân quân biển của mình thực hiện các cuộc tuần tra giám sát trên biển, đối đầu và trục xuất các tàu nước ngoài xâm phạm để bảo vệ các vùng đảo và bãi đá ngầm do Việt Nam kiểm soát. Liên minh châu Âu đã ước tính rằng có khoảng 8.000 tàu đánh cá và 46.000 ngư dân là một phần của lực lượng dân quân hàng hải của Việt Nam. Tạp chí cho biết con số sau này có thể hơn 70.000. Khi không đánh bắt cá, những người dân quân được huấn luyện này đã tham gia một loạt nhiệm vụ, đôi khi còn là hợp tác với Hải quân Việt Nam. Các nhiệm vụ bao gồm so thám bí mật các cơ sở quân sự và tàu của Trung Quốc, đôi khi cố tình đụng độ với các tàu tuần duyên Trung Quốc để thu hút sự chú ý của giới truyền thông phương Tây. Tạp chí cho biết họ nói rằng điều này nhằm đưa những ý tưởng về sự cố nhân đạo và sự cực bức của Trung Quốc và tâm trí của công chúng quốc tế. Các chiến thuật chiến tranh du kích có thể bù đắp lợi thế của các tàu chấp pháp của Trung Quốc về kích thước và công nghệ. Và nếu như các tàu này bị bắt thì yếu tố kinh tế thiệt hại khá thấp, nhưng lợi ích ngoại giao và chính trị có thể rất lớn, vì vậy họ ít lo sợ. Tháng trước, Philippines cáo buộc Trung Quốc cử hơn 200 tàu dân quân biển đến bãi đá ngầm ba đầu tranh chấp. Colenco, một nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore cho biết, đặc biệt đối với Trung Quốc, lực lượng dân quân biển là tiền thân của Hải quân Giải phóng Nhân dân hiện đại. Tương tự, lực lượng dân quân hàm hải của Việt Nam đã bao vây giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc vào năm 2014 và đã công khai gây hấn với lực lượng an ninh hàm hải của các quốc gia khác, ông nói. Cùng với đó, vào năm 2019, lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc và Việt Nam làm việc hỗ trợ lực lượng tuần duyên của họ đã đụng độ gần bể dầu Văn Quốc. Tuy nhiên, Chen Xiaomiao, một nhà nghiên cứu liên kết tại Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia, nói rằng trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã giảm bớt sự tham gia của dân thường vào các tranh chấp trên biển của mình nhằm tăng cường lực lượng tuần duyên và các lực lượng thực thi pháp luật chính thức khác. Nếu người dân tham gia vào các hoạt động quân sự, theo luật pháp quốc tế, họ được phân loại là quân nhân, là vấn đề trở nên phức tạp hơn nhiều, ông nói.
Vì vậy, chúng tôi đang áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với ngư dân đi vào vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và tránh rủi ro. Lực lượng thường xuyên là cách được chấp nhận phổ biến nhất để thiết lập quyền quản lý vùng biển, ông nói. Bài báo trên tạp chí cho rằng Trung Quốc nên tăng cường luật pháp đối với tàu thuyền nước ngoài gây áp lực buộc chính phủ Việt Nam thực hiện kiềm chế thông qua các kênh ngoại giao và tăng cường khả năng tuần duyên để ngăn chặn lực lượng dân quân. Bạn thân mến, sau khi đọc xong bài báo này, mình cảm thấy người Trung Quốc đang có những ngộ nhận nhất định. Ở Việt Nam, chúng ta đều biết có một lực lượng bán quân sự có tên là Dân Quân Tự Vệ. Lực lượng này là lực lượng vũ trang quần chúng, tức là dân quân không thoát ly sản xuất. Công tác được xây dựng lên để hỗ trợ các cơ quan nhà nước bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, thông thường người Việt Nam chúng ta đều biết rằng dân quân tự vệ là lực lượng hoạt động chủ yếu trên đất liền. Chỉ mới gần đây vào đầu tháng 6 năm nay, chính phủ ta mới quyết định thành lập hải đội dân quân thường trực đầu tiên. Vậy thì tại sao trong bài báo lại nhắc tới những tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam thực hiện hành vi khiêu khích với các tàu hải cảnh của Trung Quốc nhỉ? Đó là ai? Họ thực hiện hành động đó với mục đích gì? Là một người Việt Nam, mình tin chắc các bạn đều biết rằng những tàu thuyền đó chắc chắn chỉ là những tàu đánh cá bình thường mà thôi. Chắc chắn nhiều bạn cũng đã từng nghe qua những câu chuyện về việc những tàu đánh cá của Việt Nam chúng ta được hải quân cấp dầu để mà chạy lòng vòng cà khịa mấy tàu hải cảnh của Trung Quốc rồi, đúng không nào? Hầu như hành động này đều là việc bộc phát do gai mắt với những hành động xâm phạm vùng biển của Việt Nam chúng ta tới từ Trung Quốc, cộng với bản tính dân miền biển thẳng thắn của mình nên họ phản ứng khá mạnh mẽ mà thôi. Lòng yêu nước của người Việt Nam là không phải bàn cãi, chính nhờ nó chúng ta đã có thể lần lượt đánh bại hết kẻ thù này tới kẻ thù khác. Cho nên không cần tới khi nhà nước tổ chức các lực lượng chính quy thì nhân dân ta cũng đã tự mình lên tiếng trước rồi. Điều này ngược lại hoàn toàn so với lực lượng dân quân biển của Trung Quốc, vốn không phải chủ nhân thật sự của vùng biển này. Các tàu dân quân biển của Trung Quốc phải được nhà nước tổ chức rồi mới dám tiến xuống đây. Các bạn có thể thấy là mặc dù tuyên bố sở hữu vùng biển này, nhưng cũng chẳng mấy khi các tàu cá của Trung Quốc dám tiến qua xa. Lực lượng thường trực duy nhất chính là những người lính đang chiếm đóng trái phép trên các đảo chìm và đảo nổi của Việt Nam chúng ta mà thôi. Thông thường mỗi lần tiến xuống, các tàu Trung Quốc sẽ tiến theo một nhóm tàu rất lớn, điển hình như là sự kiện vào tháng trước khi mà có tới khoảng 200 tàu cá của Trung Quốc tiến xuống và neo đậu ở bãi đá Ba Đầu. Sau đó, do nhận phải sự phản đối, các tàu này đã phải lần lượt rút về cho tới trước cuối cùng mà không thể làm gì được hơn. Tiếp theo, bài báo thậm chí còn tố cáo ngược những người dân này cố tình nằm cản trở tàu Trung Quốc để bị đâm, để vu vạ cho họ và thực hiện chiến tranh ngoại giao. Đây là một trong những logic ngớ ngẩn nhất mà chúng ta từng nghe. Một con tàu đánh cá thường có giá trị rất cao, bèo lắm thì cũng phải vài tỷ đối với một con tàu đánh bắt gần bờ, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng đối với những con tàu đánh cá xa bờ. Đó thật sự là một tài sản lớn của bất kỳ người dân nào, cho nên chẳng có ai dại gì mà để mình bị hút chìm tàu cả. Việc đó chẳng khác nào đem vàng dại xuống biển. Việt Nam chúng ta hiện nay cũng thừa bằng chứng để chứng minh được chủ quyền của mình tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như vùng biển xung quanh chúng. Các bạn thân mến, chủ quyền của vùng biển Đông sẽ vẫn còn là một câu chuyện lâu dài với những chuỗi ngày đấu tranh bằng cả pháp lý và trí tuệ. Tuy nhiên, cho dù thế nào, người Việt Nam chúng ta hiện nay vẫn đang chứng minh được rằng mình mới chính là người sở hữu thật sự của khu vực này. Thông qua hoạt động của hàng vạn tàu cá nhỏ ở nước ta hiện nay, mỗi con tàu tuy rằng có thể nhỏ bé như một chiếc lá giữa biển khơi, thế nhưng khi kết hợp lại thì đó sẽ là một rừng cây che chắn cho đất liền của nước nhà. Nếu các bạn không tin, có thể thử một chuyến bay đêm ngang qua vùng biển Đông như mình, thì chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy những điều hết sức đặc biệt ấy. Lâu nay vũ khí luôn được xem là món đồ chơi của giới nhà giàu, là công cụ để các siêu cường thế giới phô trương sức mạnh quân sự, thể hiện đẳng cấp, độ chịu trời của mình. Chẳng thế mà mấy ông lớn như Mỹ, Nga, Anh, Pháp hay Trung Quốc mỗi năm toàn phải chi ra hàng mấy trăm tỷ đô la Mỹ cho việc mua sắm vũ khí. Thế nhưng trong khi các anh lớn phải tốn không ít tiền bạc, công sức để tạo tiếng tăm, vị thế, thì Việt Nam chúng ta lại từng không ít lần khiến thế giới kinh ngạc với tài năng độ chế, bảo quản và giữ gìn vũ khí. Tức là thay vì cứ phải đi mua mới, tốn kém đắt đỏ thì chúng ta lại thuộc hệ xài đồ cổ đó các bạn.
Vừa cách đây ít hôm, quân đội Nga lại được một phen kinh ngạc chứng kiến cỗ xe tăng T-54 huyền thoại mà lại còn là phiên bản năm 1949 của binh chủng tăng thiết giáp của quân đội nhân dân Việt Nam trong hội thao kiếp xe tăng giòn toàn quân. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem liệu cỗ chiến binh thép T-54 mốt 1949 của Việt Nam có gì đặc biệt mà lại khiến một ông hoàng quân sự về xe tăng như quân đội Nga cũng phải kinh ngạc đến như vậy nhé. Các bạn thân mến, chính thức ra đời vào năm 1946 và liên tục được cải tiến tới tận năm 1966 ở Liên Xô, Ba Lan và Tiếp Khắc, T-54 được mệnh danh là cỗ xe tăng huyền thoại trong lịch sử thế giới. Ước tính có tới gần 40.000 chiếc T-54 gồm nhiều biến thể đã được sản xuất. Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp nhận những chiếc T-54 đầu tiên từ Liên Xô vào ngày 29 tháng 2 năm 1962 gồm 11 chiếc. Các năm tiếp theo chúng ta nhận được hàng chục chiếc khác nữa. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1965, Trung đoàn xe tăng 203 được thành lập với trang bị chủ yếu là xe tăng T-54. Đây là loại tăng hiện đại nhất của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Khi đó thì khoảng 200 xe tăng đã được quân đội nhân dân Việt Nam huy động cho chiến dịch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong đó, những chiếc xe tăng T-54 đóng vai trò xương sống của toàn bộ lực lượng thiết giáp tham gia chiến dịch lịch sử thống nhất hoàn toàn đất nước. Sau 21 năm đau thương chia cắt hai miền Nam Bắc theo tiêu chuẩn những năm 1950, T-54 là cỗ xe tăng tuyệt vời với hỏa lực chết người, sức bảo vệ tuyệt vời và độ tin cậy tốt. Bên cạnh đó, nó có kích thước nhỏ và nhẹ hơn so với xe tăng NATO cùng thời như là M48 Phantom và Centurion. Pháo tăng B-10 T-100 ly cũng mạnh mẽ, uy lực hơn so với pháo của phương Tây. Tới nay, sau gần nửa thế kỷ, chúng ta giành được hòa bình độc lập. Những ông vua chiến trường T-54 vẫn là một phần sức mạnh không thể tách rời của binh chủng tăng thiết giáp quân đội nhân dân Việt Nam. Thậm chí, hiệu quả chiến đấu của xe tăng T-54 Việt Nam tăng gấp bội nhờ tinh hoa công nghệ Việt, khiến cho không ít bạn bè quốc tế phải kinh ngạc, trong đó có người bạn truyền thống Nga. Cách đây vài tuần, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin về việc trong biên chế của quân đội nhân dân Việt Nam có một chiếc xe tăng T-54 độc nhất vô nhị, còn được gọi là mẫu 5949, là mơ ước của nhiều bảo tàng quân sự trên thế giới. Bài báo với tiêu đề "Xe tăng hiếm, phiên bản hiếm của T-54 huyền thoại xuất hiện tại Việt Nam", bài báo đã viết rằng lực lượng xe tăng quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục gây kinh ngạc với những sửa đổi hiếm có của T-54 trong biên chế, một mẫu xe tăng hạng trung của Liên Xô mẫu năm 1949, và còn bày tỏ bất ngờ hóa ra một phiên bản như vậy đã xâm nhập vào Đông Nam Á và có lẽ còn tham gia vào các cuộc chiến. Chúng ta biết rằng các dòng xe tăng thường có nhiều phiên bản cải tiến qua nhiều thế hệ, có thể liên tục trong hàng chục năm và mỗi phiên bản lại được tinh chỉnh, sửa đổi và nâng cấp lên hoàn chỉnh hơn. So với phiên bản tiền nhiệm của nó là dòng xe tăng T-54B, thì T-54 mốt 1949 có sự nâng cấp hơn hẳn. Tháp pháo của mẫu xe tăng này được cải tiến hoàn chỉnh, có phần vách ngược phía sau mang đặc trưng của những phiên bản T-54 đời đầu. Phần trước thân xe tăng được làm mỏng hơn mà vẫn không gây ảnh hưởng đến khả năng kháng đạn. Phòng vệ của xe tăng giúp cho tổng trọng lượng xe tăng được giảm xuống khoảng 35,5 tấn thay vì 36 tấn như trước. Để tăng khả năng di chuyển ở những nơi có địa hình khó, T-54-1949 đã cho cải tiến phần bánh xích với phiên bản rộng hơn, nhưng động cơ thì vẫn giữ nguyên loại B-54 với công suất 520 mã lực. Tốc độ tối đa của xe tăng trên đường cao tốc là 50 km/h. Dự trữ nhiên liệu của xe tăng đủ cho quãng đường 330 km. Về sức mạnh hỏa lực, chiếc T-54-1949 được trang bị khẩu pháo dễ xoắn D-10T đời đầu. Tuy nhiên, hạn chế của loại pháo này là thiếu hệ thống ổn định tầm hướng, chỉ cho phép bắn chính xác hơn khi hành tiến. Phải tới năm 1955 và 1957, lần lượt các phiên bản T-54A và T-54B ra đời, các xe tăng dòng T-54 mới được nâng cấp khẩu pháo lên chuẩn D-10 Tiger và D-10T2S tích hợp hệ thống ổn định tầm hướng STB-1 và STB-2. Đây chính là cấu hình nguyên bản của một chiếc T-54 mốt 1949. Nếu chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài thì nhiều người hẳn sẽ cho rằng những chiếc xe tăng T-54 mốt 1949 này xứng đáng được trưng bày trong bảo tàng rồi, bởi vì hình dáng bên ngoài của nó đã rất cũ nếu như không muốn nói là lạc hậu.
Thế nhưng mà chắc hẳn là người Nga không thể ngờ rằng những cỗ xe tăng T-54 một chiếc bố trí mà họ tưởng rằng là những bảo vật cực kỳ cổ kính, thì hiện nay tại Việt Nam chúng đều đã được nâng cấp hoàn toàn lên chuẩn tương đương với T-55. Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì chiếc T-54 1.49 có khả năng chiến đấu không hề thua kém so với phiên bản T-55 khi được trang bị hệ thống bảo vệ, chống tác động của phóng xạ, chất độc sinh học và hóa học. Nó cũng được trang bị hệ thống ổn định tầm hướng STB-2 cho khả năng bắn chính xác khi đang hành tiến, các hệ thống kính ngắm ngày đêm hiện đại hơn. Duy chỉ có khẩu pháo của xe tăng là vẫn dùng D-10T do không có đủ pháo D-10T-2S. Trong một lần khác, truyền thông Nga cũng đã từng đăng tải hình ảnh của chiếc xe tăng hạng trung T-54 của quân tình nguyện Việt Nam hoạt động tại chiến trường Campuchia và thừa nhận rằng không gì có thể cản được bước tiến của xe tăng T-54 Việt Nam. Báo Nga bình luận rằng, trong một thời gian dài, chủ lực của lực lượng tác thiết giáp của đội nhân dân Việt Nam là xe tăng hạng trung T-54 do Liên Xô sản xuất. Phương tiện này đã tham gia nhiều trận đánh với quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn. Xe tăng T-54 đã trở thành biểu tượng thực sự của chiến thắng vào tháng 4 năm 1975. Những cổ chiến xa này được phân biệt bởi tính đơn giản và độ tin cậy của mình. Chúng có khả năng cơ động tốt, giáp chắc chắn và một khẩu pháo 100 ly chính xác. Sau đó, những chiếc xe tăng loại này đã tham gia vào hoạt động trên lãnh thổ Campuchia cùng hành động với lực lượng chính phủ của quốc gia này chống lại sự hình thành của chế độ diệt chủng Pol Pot và sau đó đánh bại kẻ thù. Bài viết này còn dẫn chứng về một đoạn phim về biên niên sử dụng được quay trong cuộc giao tranh ở biên giới phía Tây. Một chiếc T-54 đang di chuyển trên một con đường cập kềnh rất xấu đã lọt vào ống kính máy quay. Có thể thấy rằng nó đã được sử dụng hết công suất khu chắn bụi của xe bị biến dạng, phần xích gần như lộ ra hoàn toàn. Điều đáng chú ý nữa là cửa buồng lái ở phía trái chiếc xe trong tư thế mở. Rõ ràng là do hư hại của xe và điều kiện kém của địa hình đã buộc chiến sĩ lái phải ở trong tư thế trên. Tuy nhiên, xe tăng vẫn hoạt động và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiện nay thì T-54 vẫn còn đang được hoạt động trong lực lượng mặt đất Việt Nam dưới dạng hiện đại hóa. Chúng sử dụng công nghệ Israel với thiết bị ngắm do Tây Ban Nha chế tạo, mang lại hiệu quả cao cho khẩu pháo 100 ly vẫn được giữ lại, đi kèm sự nâng cấp về giáp cũng như động cơ. Bài báo kết luận rằng tất nhiên xét về đặc tính kỹ chiến thuật, những cỗ xe tăng cổ điển này kém hơn T-90S so với hiện đại, nhưng chúng đã khác xa so với những cỗ máy trước đây. Các bạn thân mến, ngoài phiên bản T-54 1.49, trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay còn sử dụng tốt phiên bản T-54 1.47 của hơn cả mẫu 1.49 nữa. Phiên bản năm 1947 có tháp pháo cực kỳ đặc biệt với thiết kế bo tròn cho phép nó tăng khả năng phòng vệ trước đạn chống tăng của đối phương. Hiện nay, số lượng xe tăng T-54 1.47 tồn tại chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ngoài ra thì hiện nay để tìm một lão tướng T-34-85 trực chiến trên thế giới có lẽ còn dễ hơn cả mẫu T-54 này, bởi vì chúng còn là các phiên bản đời đầu, vốn được Liên Xô sản xuất với số lượng không quá lớn. Hay như lực lượng pháo binh cũng nổi tiếng là có hàng độc, ví dụ như pháo chống tăng D-44-85 ly, pháo chống tăng ZIS-3-76.2 ly, lựu pháo 152 ly ML-20, pháo tự hành Su-100 đều là vũ khí từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Bảo tàng Nga thì không thiếu, tuy nhiên là để tìm một dàn pháo có tầm bắn tốt có khả năng trực chiến thì Việt Nam chúng ta chắc chắn nhiều hơn. Các bạn thân mến, nếu như ai đã từng trong quân ngũ hoặc am hiểu các chế độ trong quân ngũ thì chắc hẳn đều từng nghe và biết đến cuộc vận động 50, giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm. Với các chế độ bảo dưỡng, bảo quản vũ khí, trang bị mang tính kỷ luật và thiết thực như vậy thì việc nước ngoài phải thán phục trước những phương tiện vũ khí dày dặn kinh nghiệm tuổi đời của chúng ta cũng là điều dễ hiểu thôi. Cho nên có câu, của bền tại người, Âu cũng là vậy, phải không nào các bạn? Cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 cho đến nay vẫn là sự kiện gây nhiều tranh cãi trong dư luận quốc tế, trong khi Việt Nam chúng ta có rất nhiều cơ sở để chứng minh đây là một cuộc tấn công xâm lược phi nghĩa từ phía Trung Quốc gây ra cho Việt Nam, thì thế lực này lại luôn khăng khăng cho rằng đó là hành động phản công tự vệ nhằm chống lại sự xâm lược của Việt Nam. Giờ đây không ai có thể lật ngược lịch sử để phân bua đúng sai với kẻ thù được. Chịu thì chịu, không chịu thì chịu, phải không các anh em?
Tuy nhiên, sự lên tiếng của một bên thứ ba, nhân vật đứng ngoài cuộc nhưng diễn kiến toàn bộ quá trình trận chiến này chắc hẳn sẽ khách quan và thuyết phục hơn phải không nào? Mới đây, một bài viết trên hãng thông tấn Sputnik của Nga đã có những bình luận phân tích chi tiết đánh thép và toàn diện về cuộc chiến này với tựa đề Bóc chết Việt Nam, nỗi nhục của Trung Quốc và sức mạnh vô địch quân đội Hồ Chí Minh. Được biết là trong số các văn phòng khu vực nước ngoài của hãng thông tấn này có một trụ sở đặt tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, vậy thì không biết là chú Tập và tỷ dân của chú đã được diện kiến bài báo này của Putin đã nế chưa? Nếu chưa thì xin mời theo dõi video ngày hôm nay của Tin Mới để cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Với chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, chính quyền Bắc Kinh đã từng tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học. Thậm chí nghĩa là bóp chết Việt Nam chiếm Hà Nội trong vòng một tuần. Tuy nhiên, cuộc chiến này từng bị chính người Trung Quốc coi là nỗi ô nhục vết nhơ lịch sử. Các tác giả Na đã mở đầu bài báo bằng một lập luận đanh thép như vậy. Chính thức nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, chiến tranh biên giới Việt Trung là cuộc chiến tuy ngắn ngủi nhưng khốc liệt khi chính quyền Bắc Kinh quyết định tấn công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc giữa hai nước. Bao nhiêu năm qua, nước này luôn san sạc tuyên truyền chiến tranh biên giới Việt Trung là cuộc phản công tự vệ để chống lại sự xâm lược của quân đội Việt Nam. Thế nhưng đó chỉ là luận điệu của những kẻ tiểu nhân tự sắc phong cho mình danh hiệu anh hùng trượng nghĩa mà thôi. Còn dư luận quốc tế có ai là không biết trắng đen phải trái như thế nào? Đất nước Việt Nam có truyền thống yêu chuộng tự do hòa bình nên sẽ không bao giờ có chuyện đi gây hấn. Việt Nam luôn muốn đối thoại hòa bình, chung sống hòa thuận với tất cả các quốc gia láng giềng, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, thân thiết. Nhưng Việt Nam cũng không bao giờ chùn bước trước bất cứ kẻ thù nào có âm mưu xâm lược lăn le bờ cõi. Hơn 4 thập kỷ đã trôi qua kể từ sau cuộc chiến biên giới năm đó, Việt Nam đã chứng minh được tinh thần đoàn kết, sức mạnh dân tộc và chiến thuật ngoại giao khôn khéo sáng suốt. Báo Na bình luận rằng, mặc dù mối quan hệ Việt Trung vẫn còn tồn tại những bất đồng chưa thể giải quyết, nhưng lãnh đạo hai nước nên nhìn về tương lai vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của hai quốc gia, hai dân tộc để mà đưa ra những quyết sách phù hợp nhất. Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Quốc Thước, vị tướng nổi tiếng trong chiến tranh biên giới Tây Nam, từng chia sẻ rằng giới lãnh đạo của Trung Quốc vào thời điểm đó đã mượn tay quân diệt chủng Pol Pot để tiến hành một âm mưu tinh vi xảo quyệt khác với Việt Nam. Cho nên quân đội Việt Nam lúc đó chính là ở vào tình thế kẻ thù buộc ta phải ôm súng. Đến lúc Trung Quốc thực hiện tuyên bố sẽ cho Việt Nam một bài học, thì chúng tôi mới hiểu ra rằng hai cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trên hai mặt trận biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc là cùng một kịch bản. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ, tham vọng muốn bóp chết Việt Nam bằng nhiều gọng kìm đã được giới cầm quyền Bắc Kinh lên kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Tuy nhiên, Thứ trưởng của Quốc phòng Trung Quốc và cũng là gà cưng của Mao Trạch Đông, Tư lệnh Túc Dụ thì lại ảo tưởng rằng chỉ cần một tuần lễ có thể dễ dàng chiếm thủ đô Hà Nội. Ông ta cứ khoe khoang, bao hoa tại kỳ họp thứ 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 12 năm 1978 rằng chỉ cần một phần lực lượng của các quân khu Quân Minh và Quảng Châu là thừa sức đốt sạch, phá sạch, chiếm gọn thủ đô Hà Nội của Việt Nam chỉ trong vòng một tuần. Với sự hỗ trợ của hơn 600.000 binh lính tại hai đại quân khu Quảng Tây và Quân Minh cùng hàng ngàn phương tiện chiến tranh hiện đại khác, kết hợp với chiến thuật giao chiến Nu Dam Sat Ke, dùng dao mổ trâu để giết gà, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cực kỳ tự tin về binh lực áp đảo của mình. Để hiện thực hóa được ảo tưởng này, Trung Quốc chơi quân bài cắt đứt viện trợ, ngăn cản thông thương, sức lên vụ nạn kiều, phá hoại sự ổn định kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời ra sức tăng cường viện trợ cho diệt chủng Khmer Đỏ, chống phá Việt Nam ở biên giới Tây Nam, tạo thành thế gọng kìm. Tuy nhiên, trước sự kháng cự kiên cường, mưu trí và sáng tạo của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, các mũi tấn công của quân đội Trung Quốc đều bị chặn đứng, khiến bọn chúng hầu như không thể sử dụng được lực lượng ở quy mô sư đoàn mà chỉ có thể chia nhỏ đội hình và buộc phải thay đổi chiến thuật. Và thế là câu chuyện ảo tưởng đánh nhanh thắng nhanh, đốt sạch, phá sạch, chiếm cứ Hà Nội trong vòng một tuần đã nhanh chóng tiêu tan khi quân đội chính quyền Bắc Kinh bị cầm chân suốt nửa tháng trời ở thị xã Lạng Sơn, cách xa mục tiêu Hà Nội. Chưa dừng lại ở đó, trong chiến tranh biên giới phía Bắc, từng có một trận chiến mà nguyên một đại đội sơn cước của Trung Quốc đã phải xin đầu hàng bộ đội Việt Nam. Sau này, báo chí Trung Quốc và chính quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã phải thừa nhận đây là nỗi ô nhục lớn nhất trong lịch sử chiến đấu của quân đội nước này.
Đại đội sơn cốp này thuộc Trung đoàn Bộ binh 148, Sư đoàn 150, Quân đoàn 50, Quân khu Thành Đô, đơn vị còn có đầy đủ cả mộ sọ. Đại đội trưởng Lý Hòa Bình, chính trị viên Phủ Tam Mẫn, Khan Chi Nghị, các trung đội trưởng và đầy đủ trang bị vũ khí quân số đại đội, khi đó còn đầy đủ tới cả 100 con người. Kế hoạch của đại đội này là luồn sâu vào địa phận nước ta, thế nhưng lại đen một nỗi là bọn chúng đều không biết đường. Có mỗi tấm bản đồ cũ vẽ từ 20 năm trước, hồi còn chơi thân với nhau, sang giúp nhau đánh giặc Pháp, thì không biết gì về địa hình, địa thế đất Việt Nam ta, thậm chí là cả chiến trường vùng rừng núi phía Bắc mà họ đang chiến đấu. Thế là nghiễm nhiên toán lính trở thành một đám trẻ lạ. Khi đến Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng, đại đội này dừng chân trên một mỏm đá thì bỗng phát hiện ra sự khác lạ của bản đồ mình sai và thực địa. Nhìn xung quanh thấy đâu cũng có quân ta, quân chúng có biết rằng đánh để mở đường về là vô vọng, trong khi nguồn nước lại bị du kích xã Quang Lâm khóa chặt. Chính vì vậy, chi ủy chi bộ đại đội này đã tiến hành họp cấp ủy khẩn cấp, có ghi nghị quyết đàng hoàng. Và để đi đến quyết định đầu hàng ấy, đám tù binh chủ quốc khai họ đã phải họp đảng bộ mất nửa ngày mới ra được nghị quyết. Trong nghị quyết ra hàng có ghi rõ, tuân theo lời dạy của lãnh tụ là hãy làm việc cụ thể trong từng giai đoạn cụ thể. Vậy nay quyết nghị ra hàng để bảo toàn lực lượng, đặt còn về với tổ quốc. Quân và dân Việt Nam với lòng khoan dung đã chấp nhận yêu cầu xin đầu hàng quân lý Trung Quốc, tránh giao tranh đổ máu, thu lại toàn bộ trang bị của đại đội và sau đó được trưng bày ở triển lãm về chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Nam. Huynh hoang là thế, ngạo mạn là thế, nhưng Bắc Kinh quên mất một điều rằng ngay từ đầu dạ tâm của bọn chúng trong cuộc chiến này là hoàn toàn phi nghĩa, cho nên cái giá phải trả đương nhiên không thể nào dễ chịu. Vừa chịu tổn thất nặng nề, lại bị dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ, tối mùng 5 tháng 3 năm 1979, phía Trung Quốc tuyên bố rút quân về nước với thiện chí hòa bình, mong muốn khôi phục quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Lãnh đạo đảo và nhà nước Việt Nam đã cho dừng chiến dịch phản công, tạo điều kiện cho quân Trung Quốc rút về. Ngày 18 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc hoàn tất việc rút quân khỏi Việt Nam. Nhìn lại trang sử hơn 4.000 năm của đất nước, rất nhiều lần Trung Quốc chủ động châm ngòi nổ gây hấn với Việt Nam, nhưng bao nhiêu lần gây hấn là bấy nhiêu lần thất bại, bởi ý chí tinh thần dân tộc của người Việt Nam không cho phép Trung Quốc đạt được dã tâm. Như một nhà báo Nga từng viết, lịch sử cuộc xung đột Việt-Trung đã có hơn 2.000 năm. Các cuộc xung đột đó luôn luôn bắt đầu bởi phía Trung Quốc và luôn luôn kết thúc trong thất bại. Và cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 cũng không phải là ngoại lệ, gọi là nỗi nhục khó gột rửa trong lịch sử chiến đấu của quân đội Trung Quốc là hoàn toàn không quá lời, khi mà chính các học giả Trung Quốc cũng từng phải thừa nhận rằng chiến thắng của Việt Nam là tất yếu, vì một bên đại diện cho chính nghĩa, sự kiên cường vùng dậy của người bị áp bức trí tuệ và ý chí của người làm cách mạng, còn một bên đại diện cho kẻ bị áp bức, phản cách mạng và phi chính nghĩa.